Chào các con học sinh lớp 5 Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt Các con thân mến Hôm nay cô hướng dẫn cho các con làm một bài kiểm tra cuối học kỳ 1 Môn tiếng Việt lớp 5 Các con lưu ý đây là đề để các con tham khảo Nếu thấy hay các con bấm nút thích Chia sẻ cho các bạn cùng xem Bạn nào chưa đăng ký Vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo Kênh okay. dạy con học tiểu học nhé Đề thi cuối học kỳ 1 Môn tiếng Việt lớp 5 Đề bài chúng ta có hai phần. Phần A lớn kiểm tra đọc và phần B lớn kiểm tra viết. Phần kiểm tra đọc chúng ta có đọc thành tiếng và đọc hiểu. Phần một lớn đọc thành tiếng. Giáo viên cho học sinh bốc thăm đọc một trong các đoạn của các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 17 sách tiếng Việt năm tập 1 và trả lời câu hỏi về nội dung của bài đọc. Phần đọc này thì các con phải đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, đúng tốc độ. Đọc đúng tiếng, đúng từ, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ, rõ nghĩa và trả lời đúng câu hỏi về nội dung mà đoạn cô giáo yêu cầu. Sang phần 2 là phần đọc hiểu. Đọc bài văn sau và trả lời các câu hỏi. Chúng ta đọc đoạn văn ở bài cây lá đỏ. Vườn nhà Loan có rất nhiều cây ăn quả. Riêng ở góc vườn có một cây, chẳng hiểu là cây gì. Hồi còn ở nhà, chị Phương rất quý nó và gọi nó là cây lá đỏ. Vì cứ vào dịp gần Tết là lá cây lại đỏ rực lên như một đám lửa. Một lần, đang nằm thiêu thiêu ngủ, Loan láng máng nghe thấy ông bàn với bà và bố mẹ định trồng cây nhãn hưng yên. Nhưng vườn chặt quá, có lẽ phải chặt cây lá đỏ đi. Loan lò quá liền nhắn tin cho chị Phương biết. Ba hôm sau, Loan nhận được thư của chị Phương. Chị phải viết thư ngay cho em, kẻo không kịp. Loan ơi, em nói với ông bà và bố mẹ hộ chị là đừng chặt cây lá đỏ ấy đi em nhé. Tuy quả nó không ăn được, nhưng chị rất quý cây đó. Em còn nhớ chị Duyên không? Chị bản thân, chị bạn thân nhất của chị hồi xưa ấy mà. Sau khi tốt nghiệp, phổ thông, chị đi học sư phạm còn chị duyên đi sung phong chống mỹ cứu nước một lần chị duyên đem về cho chị một nắm hạt cây lá đỏ chị duyên bảo ở vùng rừng núi nơi chị ấy làm việc có rất nhiều thứ cây ấy lắm cứ nhìn thấy cây đó cây lá đỏ chị duyên lại nhớ đến chị nhớ những kỷ niệm của thời học sinh thật là đẹp đẽ sau lần ấy chị duyên đã anh dũng hy sinh giữa lúc đang cùng đồng đội lấp hố bom cho xe ta ra chiến trường em ạ à. lo đọc lá thư của chị phương giữa một buổi chiều mưa ngồi bên cửa sổ nhìn ra em bỗng thấy cây lá đỏ đẹp hơn và thấy quý cây lá đỏ hơn bao giờ hết theo trần hoài dương bây giờ chúng mình sẽ đọc chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi trong bài Câu 1 Cây lá đỏ trồng ở góc vườn nhà Loan là do ai đem về? A. Chị Phương B. Ông của Loan C. Mẹ của Loan D. Chị Duyên Cây lá đỏ trồng ở góc vườn nhà Loan là do chị Duyên đem về. Đó là đáp án D. Chúng ta khoanh tròn chữ cái D. Câu 2 Vì sao ông bàn với bà và bố mẹ định chặt cây lá đỏ? A. Vì lá cây rụng nhiều hàng ngày gia đình Loan phải mất rất nhiều thời gian quét lá. B. Vì cây lá đỏ không ra quả để thu hoạch. C. Vì muốn có đất để trồng nhãn. D. Vì sợ cây lá đỏ đem lại điều không may mắn cho gia đình. Vì sao ông bà bàn với bố mẹ định chặt cây lá đỏ đi? À, vì À, muốn có đất để trồng nhãn muốn có đất để trồng nhãn đó là đáp án C chúng ta khoanh tròn chữ cái C câu 3 đối với chị Duyên cây lá đỏ có ý nghĩa như thế nào a gợi nhớ những ngày ở chiến trường ác liệt nhiều lửa đạn B gợi nhớ một vùng rừng núi đẹp đẽ nơi chị Duyên làm việc C gợi nhớ đến quê hương và những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình D gợi nhớ đến chị Phương và tình bạn đẹp đẽ thời đi học. Đối với chị Duyên, cây lá đỏ có ý nghĩa là gì các con? À, chúng ta đọc kỹ à, bài, chúng ta thấy là đối với chị Duyên thì cây lá đỏ à, gợi nhớ đến chị Phương và tình bạn đẹp đẽ thời đi học. Đó là đáp án D. Chúng ta khoanh tròn chữ cái D. Tiếp tục chúng ta làm câu 4. Vì sao đọc xong thư của chị Phương, Loan bỗng thấy cây lá đỏ đẹp và thấy quý hơn bao giờ hết? A. Vì cây lá đỏ gợi cho Loan nhớ về quê hương với những kỷ niệm tuổi thơ trong sáng. B. Vì Loan cảm phục sự hy sinh cao quý của chị Duyên và tình bạn đẹp của hai chị. C. Vì cây lá đỏ gợi nhớ nơi xa xôi mà chị Phương đang công tác. D. Vì Loan khâm phục sự dũng cảm của chị Phương, thêm yêu quý người chị gái của mình. Sau khi đọc xong thư của chị Phương, Loan bỗng thấy cây lá đỏ đẹp và thấy quý hơn bao giờ hết. Vì sao các con? À, vì Loan cảm phục sự hy sinh cao quý của chị Duyên và tình bạn đẹp của hai chị. Đó là đáp án B. Chúng ta khoanh tròn chữ cái B. Câu 5. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ kỷ niệm trong cụm từ nhớ những kỷ niệm của thời học sinh thật là đẹp đẽ? A. Cái hiện lại trong trí óc về những sự việc đáng ghi nhớ đã qua. B. Cái hiện lại trong trí óc về những việc diễn ra hàng ngày. C vật lưu giữ lại để nhớ những kỷ sự vì sự việc đang diễn ra. D. vật lưu giữ lại để gợi nhớ hình ảnh của người đã khuất. Chúng ta sẽ tìm những dòng nào nêu đúng nghĩa của từ kỷ niệm trong cái cụm từ nhớ những kỷ niệm của thời học sinh thật là đẹp đẽ. À, dòng thể hiện đúng nghĩa của từ kỷ niệm trong cụm từ nhớ những kỷ niệm của thời học sinh thật là đẹp đẽ. Đó là cái đã hiện lại trong trí óc về những sự việc đáng ghi nhớ đã qua. À, đó là đáp án A. Chúng ta khoanh tròn chữ cái A. Câu 6. Dòng nào dưới đây có các từ đều dòng nào dưới đây có các từ cây đều được dùng theo nghĩa gốc? A. cây rau, cây rơm, cây hoa. B. cây lấy gỗ, cây cổ thụ, cây bút. C cây lá đỏ, cây xanh, cây ăn quả và D là cây mít, cây đàn, cây đèn bàn. Bây giờ chúng ta xét từng ý một. Cây rau, cây rơm, cây hoa, cây rau và cây rơm à cây hoa đều được dùng theo nghĩa gốc Thế còn cây rơm không phải phải không? Đây là cây người ta chất đống rơm lên. Người ta gọi là cây rơm thì không phải. B cây lấy gỗ, cây cổ thụ, cây bút cây lấy gỗ và cây cổ thụ là cây được dùng theo nghĩa gốc còn cây bút đây là chỉ một cái bút Đấy không? thì không phải là nghĩa gốc Đấy, và nghĩa chuyển rồi c cây lá đỏ cây xanh cây ăn quả Đấy, cây lá đỏ cây xanh cây ăn quả như vậy câu c này là à, các từ cây đều được dùng theo nghĩa gốc chúng ta khoanh tròn chữ cái c còn d cây mít cây đàn cây đèn bàn thì chúng ta thấy cây mít là nghĩa gốc còn cây đàn là là nghĩa chuyện rồi. Còn cây đèn bàn cũng không phải là nghĩa gốc như vậy chúng ta chọn được đáp án C là đáp án đúng nhất. Tiếp tục chúng ta chuyển câu 7. Tìm các quan hệ từ có trong đoạn văn sau. Loan đọc lá thư của chị Phương giữa một buổi chiều mưa, ngồi bên cửa sổ nhìn ra, em bỗng thấy cây lá đỏ đẹp hơn và thấy quý cây lá đỏ hơn bao giờ hết. À trong đoạn và trong đoạn văn này chúng ta thấy à, có các quan hệ từ là của đúng không? của và và của và. Đây là hai từ quan hệ từ trong câu văn. Cô giáo gạch chân hai quan hệ từ đó. của và Câu 8. Xác định chủ ngữ và vị ngữ của câu sau. Vườn nhà Loan có rất nhiều cây ăn quả. Chủ ngữ và vị ngữ là thành phần chính trong câu, là nòng cốt câu. Chủ ngữ nói đến ai, cái gì, con gì, còn vị ngữ là trả lời cho câu hỏi à làm gì, như thế nào. Như vậy, ở đây chủ ngữ nói đến ai tức là nói đến vườn nhà Loan, đúng không? Vườn nhà Loan là chủ ngữ. Có rất nhiều cây ăn quả là vị ngữ chúng ta gạch chân chủ ngữ vị ngữ. Vườn nhà Loan là chủ ngữ. Còn có rất nhiều cây ăn quả là vị ngữ. Câu 9, tìm và ghi lại ba danh từ riêng, ba danh từ chung có trong bài văn trên. À, trong bài văn trên có rất nhiều à, danh từ ở chung và có một số danh từ riêng Đấy, cô giáo tìm được uh, ba danh từ riêng đó là loan duyên và phương danh từ riêng còn danh từ chung thì rất nhiều cô giáo lấy ba ví dụ ví dụ như là vườn cây học sinh danh từ chung như là vườn này rồi cây học sinh chúng ta đã hoàn thành xong phần thứ nhất đó là kiểm tra đọc bây giờ chúng ta chuyển sang phần hai lớn là à, phần b lớn kiểm tra viết ở phần kiểm tra viết chúng ta có phần một lớn chính tả và phần hai lớn là tập làm văn chính tả cô giáo lấy ví dụ à, chúng ta viết bài chuỗi ngọc lam chúng ta viết đoạn từ pe ngạc nhiên đến cô bé mỉm cười rạng rỡ chạy vụt đi Sách tiếng Việt lớp à, sách tiếng Việt lớp 5 tập 1. Khi viết chính tả thì chúng ta cần viết tốc độ đúng yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, viết đúng chữ và cỡ chữ, viết đúng chính tả, trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp. Và phần hai lớn là phần tập làm văn đề bài tả lại một người là một người thân ông bà cha mẹ anh chị em vân vân của em đối với bài văn bài văn này đây là thể loại bài thể loại văn tả người thì mở bài chúng ta giới giới thiệu được người mình định tả là ai thì mở bài chúng ta có thể mở bài bằng à, gián tiếp hoặc là trực tiếp phần B là phần thân bài, thân bài chúng ta đầu tiên chúng ta tả ngoại hình, đấy sau đó chúng ta tả à, tính cách, tài năng và không quên nhắc lại kỷ niệm với bạn. Và phần kết bài chúng ta nêu được tình cảm của mình đối với bạn, à, trình bày viết sạch đẹp đúng chính tả, dùng từ diễn đạt rất là à, chính xác và bài viết có sáng tạo thì bài viết chúng ta à, mới đạt điểm cao. Và đối với, với bài văn này thì cô giáo cũng đã có một bài à, văn mẫu Cô giáo đã đăng lên kênh Dạy con học tiểu học à, Chúng ta cùng tìm hiểu và tham khảo nhé Như vậy vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn Các con làm một bài kiểm tra cuối học kỳ 1 Môn tiếng Việt Cô chúc các con làm bài tốt trong kỳ thi tới Cô chào các con